trời. Xin thương giữ gìn chúng con, người là chủ thánh gia thân. Xin thương gia đình chúng con. Hỡi những bà mẹ gia đình, hãy đến cùng Giuse. Xin người phụ giúp, xin người nâng đỡ, xin người xin giữ gia đình. Lạy Cha Thánh Giuse, đấng dương phú con Chúa Trời. Xin thương giữ gìn chúng con, người là chủ thánh gia thân. Xin thương gia đình. Trời. Xin thương giữ gìn chúng con, người là chủ thánh gia thân. Xin thương gia đình chúng con. Hỡi những trẻ em thơ dại, hãy đến cùng Giuse. Xin người phụ giúp, xin người nâng đỡ, xin người gìn giữ xác hồn. Lạy Cha Thánh Giuse, đấng dương phú con Chúa Trời. Xin thương giữ gìn chúng con, người là chủ thánh gia thân. Xin... Tuần Cửu Nhật khấn thánh cả Giuse ngày thứ sáu. Thánh Giuse con người khiêm nhường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Lời cầu. Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herodê sắp tìm giết hài nhi đấy. Xin cho chúng con biên đôn nhận thánh y Chúa, để sẵn sàng thi hành theo lời sư thần truyền, noi gương Thánh Giuse. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Xin cho chúng con biên đón nhận thánh y Chúa, mau mắn thi hành dẫu là lung đêm khuya, noi gương Thánh Giuse. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ông ở đó cho đến khi vua Herodê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập.
Xin cho chúng con biên non nhận thanh y Chúa, cho đến khi lời Chúa đường ứng nghiệm cho chúng con, noi gương Thánh Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này ông, dạy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Xin cho chúng con biên đón nhận thanh y Chúa, bân cư Chúa muôn điều gì nơi bản thân con, noi gương Thánh Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Xin cho chúng con biên đón nhận thanh y Chúa, vì đó là kế hoạch nhiệm màu Chúa dành riêng cho chúng con, noi gương Thánh Giuse. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kinh cầu ông Thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa con chuộng tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh thần là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Lân Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng sang trọng bởi dòng David. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ tông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng thánh sạch gìn giữ đấng nữ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng cai quản thánh giá thân xưa. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường thanh cường tình. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng vững vàng mạnh mẽ. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse rất ngày chính thần thà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương nhân đương nhịn nhục. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thờ phải soi. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cánh ăn nên ở trong nhà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là như cồn trù cho kẻ bệnh tật đường cày trông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiêm. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộng tội cứu thế. Chúa
tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa thương son chúng con. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiêm Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng thân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh khấn ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vì bao hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Chiều sớm kiếm người chuẩn chuyên, ai người ngàn nỗi ưu phiền về bên thánh ca vững niềm cây trông. Dù xe thánh ca thiên đường, người xưa đã sống khó khăn khiêm nhường thay thế truyền tin cho dân thánh Đức Bà Maria và dân thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria
Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.